Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Thì bác nào đang cần cái dòng loa bass mạnh mạnh một tí và tép nó sáng nhá, thì là để phục vụ các bác nghe nhạc vàng và nghe thi thoảng nghe remix nhá, thì là các bác lấy cái cặp loa này về rất hợp lý này. Đây là một cặp loa mini của Denon. Đấy. Con này về hàng đẹp các bác nhá, hàng đẹp luôn nhá. Đây hai cái căng của loa đây. Hai cái căng của loa đây. Đó. Và cái loa bên cạnh đây và cái loa của nó đây nhá, loa thì các góc cạnh còn ok luôn. Đấy, các bác nhìn. Đó, góc cạnh ok luôn nhé. Còn tất nhiên đây là hàng bãi. Đấy, hàng bãi thì có thể là trên loa nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu, nó không tránh được đúng không ạ? Kể cả đẹp đến mấy thì đẹp, nó cũng sẽ có một vài vết xước sát. Đấy, nó không tránh được, vì đây là hàng bãi, không phải hàng mới. Đấy. Đấy, nhưng mà đây các bác nhìn, này, con này hàng đẹp xuất sắc luôn nhé. Thấy chưa? Và con này là đời cao nhất của đời MA nhé, là con Denon MA5, Denon MA5, Denon MA5 nhé. Con loa này thì nó có công suất là đi 50W, trở kháng của nó là 6 ohm đấy. Đấy, phục vụ cho các bác nào ai thích ghép vào các cái dòng âm ly mini, âm ly bookshelf, công suất nó khoảng tầm hơn trăm, nó khoảng tầm từ 48 50W cho đến khoảng tầm hơn 100W một một cái âm ly là mình ghép với con loa này thoải mái này nhá. Này nhá. Hoặc qua các cục công suất mini các bác ghép vào cũng ok luôn nhé. Các cục công suất mini các bác ghép vào được. Các cục công suất giải mã mà các bác đã mua trước đấy của nhà em thì các bác hoàn toàn có thể mua thêm cái đôi loa này về các bác ghép vào thêm. Đấy nhá. Đấy. Thì cặp loa Denon MA5 này thì như các bác thấy là nó là hàng đẹp rồi đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ đo cho các bác kích thước nhá. Đây, kích thước của loa này. Đấy, con này thì kích thước chiều ngang là 16 cm, chiều sâu của nó là 23 cm và chiều cao của nó là đi 27 cm nhé. Những cái dòng loa này em cũng xin nói luôn là tiếng của nó cực kỳ là hay trong cái tầm giá của nó. Em khẳng định luôn ăn đứt mấy cái dòng loa vi tính. Đấy. Các bác mua cả cái loa vi tính của nó, cả bộ của nó, cả súp, cả xiếc, cả hai cái loa con nếu khoảng hơn triệu tí thôi. Là thậm chí mua có vài trăm nghìn một cái thôi, nhưng em cũng nói luôn rằng những cái dòng đó thì tiếng bass chỉ được mỗi cái tiếng bass, vì có cái súp này tiếng bass nó đánh trầm trầm thôi, nhưng cái tiếng tép và tiếng trung của nó rất mờ tối, nghe không ra một cái gì cả. Nghe những cái dòng này mà nếu đã muốn nghe tròn lời rõ chữ thì phải là những cái dòng loa này này, những dòng loa này nhá. Đấy, những cái con loa này thì giá của nó là 1,2 triệu một đôi này, hàng đẹp đấy, hàng đẹp là khoảng 1,2 triệu một đôi đấy. Thì các bác biết rồi đấy, riêng đôi loa nó đã bằng nguyên cả bộ loa máy tính của bác rồi đấy, thì các bác phải biết rằng chất âm nó sẽ khác hoàn toàn so với loa máy tính nhá. Đã để nghe nhạc vàng thì dùng những cái dòng loa bãi này cực kỳ hay luôn này, kể cả nghe remix cũng rất là ok này, với những con MA5 như thế này đấy. Hàng thì đẹp rồi nhá, thì bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn tiếng của nó để cho các bác thấy là loa vẫn sống nhá, không các bác lại bảo em bán nó chết đấy. Đây loa này vẫn sống bình thường nhá, nhiều bác không thấy quay test các bác hỏi em loa sống không, những cái loa nào em bán là bao sống em sẽ nói là bao sống, còn những con nào mà em bán là không mang sống chết, em không thử thì em không mang sống chết, thì em sẽ bán là không mang sống chết, em nói rất rõ ràng trên từng video một nhá. Để các bác nào ai mua thì cứ yên tâm luôn nhá. Đây bây giờ em sẽ test qua một đoạn chất âm cho các bác nghe con MA3 này nhá, à con MA5 này nhá. Vâng. Các bác chờ em một xíu xíu nhá. Em đi lấy cái nguồn nhạc và đi lấy công suất nhá. Ok này. Đấy nha, em sẽ mở một đoạn tiếng của nó qua một cái bản nhạc remix xem nhá. Đây cục công suất em dùng là con N9 nhá. Mở tí bài nhạc remix test cho nó có không khí test nhá. Thank you.
1,2 triệu nha các bác nha. Bác nào mua hệ cho bên em, số điện thoại là 0979 891682 hoặc 0966 594 1 giúp em nhé. Xin chào các bác và